Trong kính quý cha, quý tu sĩ, quý cụ ông bà, anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp tại nhà thờ chính tòa cũng như đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Việt Nam chúng ta hiện nay số người Công giáo chiếm 7%, người Tin lành chiếm 2%. Như thế còn 81% dân số vẫn chưa biết Đức Giêsu và tin mừng của Ngài. Giáo phận Hải Phòng chúng ta gồm thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương và một phần của tỉnh Hưng Yên, nhưng tỷ lệ người Công giáo cũng thật khiêm tốn, có 2,6%. Số người Công giáo chiếm tỷ lệ quá nhỏ bé này cho thấy rằng nhiệm vụ loan báo tin mừng rất cấp bách và cần thiết, đang thôi thúc mỗi người chúng ta lên đường để loan báo tin mừng của Chúa trong thời buổi kỹ nghệ thông tin 4.0 này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tin mừng của Chúa Nhật truyền giáo hôm nay, trước khi về trời, Đức Giêsu không ra lệnh cho các môn đệ đi về nhà mình, nhưng là lên đường để loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Và lệnh truyền đó đã được các môn đệ và các tín hữu mọi thời đại không ngừng trung thành thực hiện cho đến ngày hôm nay. Nhưng công cuộc truyền giáo ngày nay không dễ chút nào. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong sứ điệp ngày quốc tế cầu nguyện cho công việc truyền giáo năm 2021, Ngài nói: việc loan báo tin mừng ngày nay không hề dễ dàng. Đại dịch đã cho thấy và làm tăng thêm nỗi đau, sự đơn độc, nghèo đói và những bất công và rất nhiều người phải trải qua. Chúng ta đã trải qua sự chán nản, vỡ mộng và mệt mỏi. Chúng ta cũng không tránh khỏi sự tiêu cực ngày càng gia tăng, bóp nghẹt hy vọng. Tuy nhiên phần chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Giêsu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giêsu. Đúng thế, trên thế giới và tại Việt Nam chúng ta đang thay đổi nhanh chóng từng ngày. Cuộc sống phát triển thì đi theo sự nghèo đói cũng gia tăng. Ảnh hưởng của khôn lường của đại dịch COVID-19, sức ép kinh tế trở thành một gánh nặng cho nhiều người, khiến các cuộc di dân trở về quê tại các thành phố lớn làm xáo trộn nếp sống thường ngày của các làng xã Việt Nam. Người trẻ bị thu hút mạnh mẽ bởi phương tiện truyền thông và công nghệ, lối sống thực dụng và đề cao vật chất được cổ vũ, tư tưởng vô thần vẫn ảnh hưởng sâu đậm trên biết bao nhiêu thế hệ từ già đến trẻ tại Việt Nam. Những yếu tố này đã là những cản trở rất lớn và cũng là thách thức cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội và của mỗi người chúng ta. Tại Việt Nam hôm nay, việc loan báo tin mừng bị chững lại bởi vì nhiều người nghĩ rằng việc loan báo tin mừng là việc của hàng giáo sĩ, tu sĩ, mà quên đi rằng qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta được mời gọi tích cực trong công việc loan báo tin mừng, nghĩa là có trách nhiệm và đòi buộc phải nói về Đức Giêsu cho mọi người và mời gọi mọi người trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Những người sống trong vùng khá đông Công giáo thì quá quen với những sinh hoạt đông đúc ở nhà thờ, khiến họ lầm tưởng rằng cả thế giới này đã biết Chúa, không cần phải loan báo tin mừng của Đức Giêsu cho những người khác nữa. Cũng có nhiều người lương dân dị ứng với người đạo Công giáo chúng ta vì họ không muốn gia nhập đạo, vì nhiều người Công giáo, người Kitô hữu đã sống không tốt, không gây được ấn tượng tốt đẹp nơi những người khác. Mà đáng lẽ chúng ta phải là cầu nối để mọi người đến với Chúa, thì nhiều người trở thành vật cản đường người khác bằng chính sự lười biếng hoặc gương xấu của chúng ta.
Cụ thể, do lối sống thiếu trách nhiệm, sống bất hiếu của người có đạo, do sự thiếu hiểu biết của giáo lý của những cô dâu chú rể công giáo, khiến cho nhiều người ngoại đạo vẫn tưởng rằng những người có đạo là những người bất hiếu với tổ tiên ông bà. Theo đạo thì phải bỏ tổ tiên ông bà, và người có đạo vẫn sống mê tín dị đoan. Nhiều người có đạo nhưng lại sống gian dối, điêu ngoa, chửi bới dữ tợn, khiến đã có thời người ta cho rằng dân có đạo là những người hung dữ, có thể kéo nhau cả xứ để đánh nhau với cái làng không có đạo. Làm sao người ta có thể tin vào Đức Giêsu? Làm sao có thể tin đạo Công giáo dạy hiền lành bác ái, khi chính những người Công giáo vẫn đâm chém giết chóc nhau, hoặc những vùng Công giáo vẫn xảy ra tệ nạn xã hội? Làm thế nào để khắc phục những thiếu sót trong trách nhiệm và đáp ứng lại đòi hỏi cấp bách của việc loan báo tin mừng? Thưa, trước hết mỗi người hãy nhìn lại chính mình, hãy điều chỉnh lại nếp sống của bản thân, của gia đình và cộng đoàn chúng ta, và làm cho ánh sáng của tin mừng thực sự được tỏa sáng trên cuộc đời mỗi người chúng ta qua những gương sáng, qua nếp sống tốt theo tin mừng của Đức Giêsu đã dạy. Hãy làm nhiều việc tốt, việc nhân ái yêu thương đối với tha nhân, với anh chị em của mình, đặc biệt những người đau khổ, những người nghèo khó. Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em, hãy yêu thương nhau. Hãy dành thời gian cầu nguyện cho công việc truyền giáo, và đặc biệt ngày hôm nay Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta không những cầu nguyện và cộng tác một chút để cộng tác trong công việc truyền giáo của giáo hội. Và chính lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta có sức thay đổi thế giới và thay đổi lòng con người. Lời cầu nguyện sẽ nâng đỡ bước chân những nhà truyền giáo, sẽ an ủi các tín hữu đang gặp những khó khăn thử thách khi bị bách hại đạo. Lời cầu nguyện có sức thay đổi và thúc đẩy bản thân mỗi người thêm hăng say thêm để thao thức, để đem Chúa đến cho anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cho dù số người Công giáo tại Việt Nam còn rất khiêm tốn, bị xã hội và người đời cảnh giác, đề phòng và coi chừng, chúng ta là những kẻ xấu xa phản loạn, những người mê muội lạc hậu vân vân. Đừng mặc cảm tự ti điều đó, nhưng hãy mạnh dạn và thể hiện niềm hăng say của những người được sai đi qua bí tích rửa tội, thể hiện niềm hạnh phúc và tự hào bởi vì chúng ta là người con cái của Chúa. Đồng thời, hãy cố gắng sống tốt để cho nhiều người hiểu chúng ta, xã hội tin chúng ta và những người chung quanh muốn làm bạn với chúng ta, và họ nhìn thấy Thiên Chúa nơi chúng ta. Hãy bắt đầu cuộc công cuộc loan báo tin mừng từ trong gia đình. Những bậc làm cha làm mẹ hãy nuôi dạy nhiệt tâm tông đồ và lòng hăng say truyền giáo cho chính bản thân mình, và truyền ngọn lửa thao thức ấy cho con cháu chúng ta qua việc cầu nguyện đọc kinh chung trong gia đình, qua việc thúc giục con cái đi tham dự thánh lễ cũng như tham dự vào các hội đoàn trong giáo xứ. Hãy chủ động đi đến làm quen với những gia đình đương dân bên cạnh, và thể hiện bằng tình yêu thương bác ái sự quảng đại với họ. Hãy nói với Đức Giêsu cho họ, không chỉ bằng lời nhưng bằng cách sống tốt của chúng ta đối với họ, để họ có cảm tình với người Công giáo, người có đạo, để họ thay đổi cách nghĩ về người Công giáo. Nơi mỗi giáo xứ, mỗi người chúng ta cùng chung tay sát cánh với cha xứ, với quý cha, quý sơ, quý thầy, với hội đồng giáo xứ, với các hội đoàn trong kế hoạch truyền giáo, qua những công việc phong trào của các hội đoàn, qua việc nếp sống đạo đức, qua việc năng nhận các bí tích để xin ơn Chúa biến đổi bản thân, biến đổi cộng đoàn giáo xứ chúng ta trở thành cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất. Hãy giới thiệu Đức Giêsu cho bạn bè ở trường học, ở công ty xí nghiệp, cho những người buôn bán tại phố chợ, qua việc sống thật thà, qua việc tôn trọng và bảo vệ công ích. Giới trẻ ngày Công giáo chúng ta ngày hôm nay
cũng ảnh hưởng về đức tin, nhất là bị cám dỗ buông theo dòng chảy của cuộc sống, của xã hội. Nhiều bạn trẻ cho rằng người ta làm sao tôi làm vậy, và không có mạnh dạn để đi ngược lại với những điều xấu, vì họ là con cái của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, công việc truyền giáo thật khó, và mỗi người chúng con cảm thấy thật khó. Nhưng Ngài xin Ngài thêm sức mạnh cho chúng con, để mỗi người chúng con dám và quyết tâm mang tin mừng của Chúa đến cho anh chị em bằng lời cầu nguyện, bằng lời nói, bằng cách sống cử chỉ của mỗi người chúng con. Và qua đó họ nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa, để họ cảm nghiệm tình yêu của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.